Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui mừng gặp lại mọi người trong video của Lee's Perfume Review và cảm nhận nước hoa. Video ngày hôm nay lĩnh trở lại là để giới thiệu đến mọi người một chai nước hoa cũng khá là quen thuộc. Tuy nhiên thì đúng ra thì chai nước hoa này nó không có mới, nhưng mà nó cũng chưa phải là cũ. Nhưng mà nó trong bên cạnh những cái lùm xùm mà mọi người hay có nói là chai này là có thể dùng quanh năm, rồi chai này có thể dùng chỉ có thể dùng vào mùa mát hay là mùa lạnh thôi, thì mùa hè nóng dùng không được cái này nọ, đại loại bla bla. Thì ngày hôm nay Lĩnh sẽ đưa cái em này lên video để là để nói một lần và sẵn giới thiệu đến mọi người luôn. Và bởi vì chính vì không phải là nhiều lùm xùm mà mình nói đến nó để mình làm nổi hay là câu view câu like, hoặc là nhưng mà tại vì bởi vì cái này á, cái chai này á, trong cái nhãn hàng của cái nhà này á, nó cũng là best seller và nó cũng là phần nào làm nên tên tuổi cho cái nhà này, thì thành ra là nhân nhiều dịp mình làm luôn cho một lần cho nó tiện thể. Ok, và ngày hôm nay á, cái video này mình sẽ nói đến đó chính là tên tên Bon Appetit Perfume Mr. Avenue đó. Thì giống như các bạn đã biết rồi, thì nếu mà Lĩnh cầm trên tay như thế này á, Lĩnh chưa có nói đến á, thì các bạn đã thấy wow, không có gì mới lạ hết. Đây là một chai nước hoa rất là quen thuộc với những người chơi nước hoa niche. Tuy nhiên thì đối với những bạn nào mà chỉ chơi designer thôi á, thì chắc các bạn cũng đã từng thấy nó một vài lần trôi trên trang cá nhân của người này người nọ, hay những anh chị sang chảnh khác, hay là những cái người mà làm showbiz ở Việt Nam hay là quốc tế, hay là trong những cái collection bộ sưu tập của những cái người mà celebrity, mà những cái người ngôi sao của Hollywood á, người ta hay sưu tầm collect cái nhà này đó. Thì chắc hẳn các bạn sẽ một vài lần sẽ thấy được cái chai này, bởi vì độ nổi tiếng của nó là phủ sóng rất là nhiều nước đó. Hầu như là giới showbiz hay là những người nào xa mà có kinh tế đó thì người ta đều có thích cái chai này hết. Và nó hội tụ nhiều yếu tố lắm mọi người, và nó hội tụ cả sự sang trọng nè, từ thiết kế lẫn mùi hương, rồi xong rồi nó còn là một trong những nhãn hàng và một trong những cái edition mà được rất là nhiều ngôi sao showbiz của Việt Nam, kể cả những ngôi sao Hollywood và những cái nước khác nữa, người ta sử dụng, người ta sưu tập. Bởi vậy nó rất là nổi tiếng là vậy. Và nói chung là tất cả showbiz ra thế, hoặc là Hollywood thế giới, nhưng mà nói riêng showbiz Việt Nam thôi cũng rất là nổi tiếng rồi. Và để nói sơ qua về cái nhà Bon Appetit mà perfume Mr. Avenue này á, thì Lĩnh nói sơ như thế này cho mọi người dễ hiểu, với lại cũng không có gì để bàn cãi nhiều bởi vì nó đã được nói rất là nhiều rồi. Thì được thành lập vào năm 2003 bởi perfumer Larry Rame. Và Bon Appetit này á, được ra đời nhân dịp sinh nhật 10 năm, kỷ niệm 10 năm thành lập nhãn hàng Perfume Mr. Avenue của Bon Appetit này. Cho nên là cái edition này được ra đời và được thành lập vào năm 2003 cho tới hiện nay là năm 2023. Và mùi hương đầu tiên cũng là được lên kệ là năm 2003. Và mùi hương mới nhất là năm 2018 đó. Thì là một là hiện bây giờ là Bon Appetit này có khoảng hơn 130 mùi hương đó, kể từ năm 2003 cho tới bây giờ đó. Và cái tại sao mà Bon Appetit này nó có cái tên như vậy là bởi vì cái CEO, cái perfumer này á, người ta cho ra đời cái thương hiệu nước hoa này á, là nói chung chứ không riêng gì là Bon Hồng này, thì để nhằm tôn vinh thành phố New York City ở Mỹ. Cho nên là người ta cái CEO, cái perfumer này nè, người ta mới lấy cái tên đường của cái trụ sở chính mà đặt cái store nước hoa này nè, người ta lấy tên cho cái nhãn hàng này luôn. Nghĩa là cái tên của cái đường mà cái trụ sở của cái nước hoa này nằm á, nó sẽ mang tên nước hoa này luôn. Có nghĩa là cái đường đó là cái đường số 9 đó, Nine Street đó. Nine Street ở NoHo, New York City đó. Thì cái nghĩa là cái đường số 9, cho nên là cái chai nước hoa này có nghĩa là nó mang tên Bon Appetit là như vậy đó. Và đọc đúng hơn á, là đọc đủ là Bon Appetit Perfume Mr. Avenue đó, nó mới là đúng đó. Còn nếu mà chúng ta gọi riêng cái bản này thôi thì thân thương thì dễ hiểu, gần gũi cây nhà lá giường thì là Bon Hồng, Bon Ngọc Trinh đó. Tại vì ở Việt Nam chai này là được Ngọc Trinh mua một với số lượng rất là nhiều để dùng từ từ nè, và không riêng Ngọc Trinh cũng còn nhiều, rất là nhiều cái người showbiz khác sử dụng, nhưng mà hoặc là
những cái danh nhân khác nữa người ta sử dụng nữa. Cho nên là, nhưng mà đầu tiên tầm ảnh hưởng lớn nhất và ý kiến cùng chiều và trái chiều cũng xuất phát từ cái bạn Ngọc Trinh này ra, cho nên chai này nó rất là nổi tiếng là như vậy đó. Thì đó là xuất xứ và thương hiệu thì lại nói về một xíu. Còn về ngoại hình á, thì nó không giống như những nước hoa designer khác, nó sẽ có siêu ni lông, mà là ở đây nó sẽ có một cái lọng bằng mica đó. Cái lọng bằng mica này thấy không đó, chứ nó không có siêu nha đó. Và phía sau cái lọng mica này á, là một cái hộp âm dương, mà thường thường nước hoa nét á, nó hay có xài hộp âm dương lắm mọi người. Giống như là của MFK cũng vậy, của những cái hãng khác. Hoặc là nếu không hợp âm dương thì là hợp cuộn, giống như là Louis Vuitton á, nó phải mở cuộn ra. Hoặc là hợp âm dương, thì đây là một trong những cái loại hợp âm dương điển hình mà chúng ta hay gặp nhất. Và để nói thêm một xíu nữa về cũng như là packaging á, thì cái màu hồng này thì đập vào mắt thì chúng ta sẽ biết đây là cái edition của nữ rồi. Và chắc chắn màu hồng này á không phải là một màu hồng bình thường, mà màu hồng rất là quyến rũ luôn á. Và ở trên cái hộp này nè, nó sẽ có những cái hoa văn, là mọi người nhìn kỹ nha, đó, ok không? Đó, nó có chữ New York City á, mọi người hay gọi là người yêu cũ đó, đó, đó. Born and Bernay, New York City, thấy không? Đó, thì á, đáng lẽ ra hơi không giống như những hãng nước hoa khác á, thì hay làm hoa văn hình này hình kia có liên quan tới mùi hương, thì cái nhà này á, người ta đăng ký độc quyền cái logo tròn tròn này nè, để in trên tất cả các phiên bản của Born and Bernay luôn. Bôn vàng, bôn hồng, bôn silver hay là những cái phát ấn mã khác đều có cái hoa văn kiểu này, được biến tấu theo nhiều kiểu khác nhau và nhiều màu khác nhau, nhưng quy chung vẫn là kiểu giống như vậy đó. Thì đó là vậy nha. Rồi bây giờ Lĩnh sẽ khui ra để cho mọi người xem bên trong. Thì bên trong nó là cái hộp dày, hộp âm dương đó. Ở trong sẽ như thế này à, đây là trên bản Lĩnh, trên tay Lĩnh là phiên bản 50ml, thấy chưa? Đó. Rồi, đây là phiên bản 50ml. Ở trong này nó sẽ có một cái tấm gạc mini bằng giấy gạc tông nè. Ở phía sau này nè, đó, thông tin hay là những cái gì mà giống như là cũng cần phải điền một cái số gì đó vô, hay là phiếu mua hàng gì đó. Đại loại vậy, nói chung nó cũng không quan trọng lắm đó. Nếu như mà tất cả mọi thứ nó không có vấn đề gì thì cái này nó cũng vừa bình thường, cái tấm cạc nó không quan trọng. Ok. Dạ, yeah, bây giờ Lĩnh để cái hộp đây đi. Ồ. Rồi, bây giờ Lĩnh cho mọi người xem kỹ ha. Đây là phiên bản 50ml này. Đó. Chưa? Đây, mặt trước thì mặt sau cũng khá giống nhau, không có gì khác đâu. Đó. Và cái thân chai ở trong cũng vậy luôn, được sơn một lớp sơn màu hồng và được làm trong đi cái phần logo đó, cái phần logo sẽ được làm trong đi đó, đó. Thấy không? Yeah. Hình của một ngôi sao, hình của một ngôi sao. Và nó nhầm nha, cái CEO hoặc là cái perfumer này nè, người ta nhắm đến những cái người giống như là làm những cái vị trí có tầm ảnh hưởng quan trọng. À, hay là những cái vị trí mà có trong giới giải trí showbiz hay là diễn viên, ca sĩ, người mẫu gì đó, cho nên là người ta sẽ thiết kế kiểu lộng lẫy của những cái ngôi sao của Hollywood cũng như của New York thì cũng như là những ngôi sao trên thế giới vậy đó, là nhắm đến khẳng định đến những cái đối tượng vậy, bởi vì so với cái thiết kế và cái giá tiền mùi hương nó thì khá là đắt, rất là đắt. Và rơi tầm, nếu như tính đổi ra tiền Việt á nha, mà mua ở tại Sephora hay là trên web đó, hay là tại store đó có thuế má đầy đủ tem tác đó, thì cái này á, bản 50ml nó phải rơi tầm khoảng 5,5 triệu, và bản 100ml nó phải khoảng 8,5 triệu, 8,7 triệu gì đó, đổi ra tiền Việt Nam. Thì đó là sơ sơ thôi đó. Còn bây giờ để nói về mùi hương thì cấu tạo mùi hương thành phần này á, nó cũng không có gì phức tạp đó. Và để Lĩnh xịt ra một cái rồi Lĩnh nói tiếp ha. Để nói về bon hồng này đó, thì cái nhà sản xuất người ta công bố cái nốt hương nó cũng rất là đơn giản thôi, nó gồm có hoa hồng này, hoa mẫu đơn này, rồi
hoa hồng, hoa mẫu đơn cũng như là hoa nhài, amber và patchouli và xạ hương. Đó, amber là hoắc hương á, và patchouli là hổ phách á, và patchouli là hoắc hương á và xạ hương. Thì á, ở đây á, lĩnh xịt ra thì nếu như đối với các bạn hay chơi designer á, thì các bạn sẽ thấy là có một điều đặc biệt. Bởi vì khi chúng ta tiếp cận với nước hoa cao cấp á, nước hoa luxury, xa xỉ phẩm hay là nước hoa niche á, thì nó sẽ có một điều hơi lạ lẫm và nó có gì đó hơi bất ngờ. Còn nếu như mà tụi mình đã chơi nước hoa lâu hay là những bạn đã chơi nước hoa niche á, thì nó sẽ không có gì đặc biệt hết. Và cái vai mùi này là một trong những cái vai mùi mà bất tận, nhờ những cái một trong những ý tưởng bất tận mà để làm nước hoa. Giống như là trong âm nhạc thì nó có tình yêu, chủ đề tình yêu là trong âm nhạc là bất tận, thì trong nước hoa nốt hoa hồng là một trong những ý tưởng bất tận của nước hoa. Rất là nhiều hãng nhãn hàng cũng như là edition của nước hoa làm về mùi hoa hồng đó. Và khi mà lại xịt cái chai này ra thì cái mùi hoa hồng nó rất là đậm luôn, nó rất là đậm và nó rất là mạnh lĩnh, nghe rõ ràng luôn là cái mùi hoa hồng kết hợp với lại cái mùi hoắc hương á, nó dày, nó mạnh và nó tối. Cái mùi hoa hồng ở đây không phải là một mùi hoa hồng tươi tắn, một mùi hoa hồng chớm nở, mà là một loại hoa hồng đang nở rất là rộ. Và mùi giống như là từ lúc mà hoa hồng nó từ nụ cho tới chớm nở, cho tới nở bung ra và gần tàn, thì đây là cái giai đoạn mà cái hoa hồng nở gỗ nhất đó. Thì đây là mùi hoa hồng đậm, nó mạnh, kết hợp với lại patchouli đó. Nó cho chúng ta cảm giác dày, đậm, mạnh và tối. Một mùi hương khá là có sức quyến rũ và thu hút. Nếu như mà mình gọi kiểu hơi hoa mỹ là lôi cuốn bí ẩn đó. Đó. Và cái mùi hương này nè, sau khi mà nó bắt đầu rời vòi, chúng ta xịt lên da hay lên quần áo đi, thì nó khoảng cỡ 30 phút sau đó, cái patchouli á, cái hoắc hương trong cái chai này á, nó nhẹ lại bớt đi á, thì khi đó mình sẽ nghe được mùi hoa nhài và mùi hoa mẫu đơn. Lúc này mùi hương không còn đậm mạnh nữa, vẫn cái vai hoa hồng, và nguyên cái chiều dài xương sống của cái mùi hương này là hoa hồng là chủ đạo, và cái base note của cái chai này cũng là hoa hồng, nhưng mà điểm xuyến trên những cái nốt hoa hồng đó là gồm có hoa mẫu đơn ở cái hit note đó, trái tim mùi hương sẽ có hoa mẫu đơn và hoa nhài, nó cân bằng lại cho cái sự đậm mạnh ở lúc ban đầu đó. Chúng ta sẽ nghe một cái sự gì đó lúc đầu hơi mạnh bạo, hơi kiểu vồ vập, nhưng mà về giữa nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó êm ái hơn, và nó có một cái cảm giác đó là thùy mị hơn nữa đó, là phụ nữ hơn nữa, chứ nó không phải là cá tính như lúc ban đầu đó. Và kéo dài khoảng thêm cỡ 4 tiếng nữa thì cái chai này á, thì cái mùi hương này á, nó sẽ còn lại động lại trên da là xạ hương đó, là xạ hương, là hoa hồng. Và cái nốt hoa hồng và xạ hương là hai cái mùi mà cái lỗ mũi mình dễ nhận biết nhất trên da của mình. Sau khi mình đi tắm, mình đi rửa tay, mình gì đó, thì cái mùi hương này vẫn còn kéo dai dẳng. Và cái mùi hương này á, nó có một lợi thế là gì? Nó bám rất là tốt luôn, bám rất là tốt đó. Và nếu mà trên da hay trên quần áo gì đó thì chúng ta xịt kết hợp khoảng 2-4 sốt á, thì nó phải trôi tầm khoảng 8 tiếng hơn. Và nếu các bạn nào mà hợp cái da, bạn nào mà hợp cái mùi cái nốt hoa hồng á, như là patchouli nha đó, thì có thể hơn 9-10 tiếng có hơn luôn á. Sáng các bạn đi xịt, sáng các bạn đi làm hay là các bạn đi đâu đó, các bạn xịt khoảng 3-4 slot thôi, là tới chiều về tối luôn, các bạn tan sở, bạn đi tập gym hay là đi chơi thêm, các bạn vẫn còn thơm, không cần phải sẽ xịt thêm nữa. Bám rất là tốt. Cái điểm mạnh ở cái chai này là vậy. Thì nó có rất là nhiều điểm mạnh đúng không? Nó được rất là nhiều ngôi sao săn đón để sử dụng và collect nè. Rồi nó có thiết kế đẹp nè, màu sắc bắt mắt nè, cũng như là mùi hương của nó và độ sống động trên da cũng vậy. Nó kéo tuổi thọ, nó là kéo dài. Và để nói về hồi nãy giờ mình khen nhiều đúng không? Và nói về cái mặt chê hoặc là cái điểm yếu của nó đi. Thì cái mùi hương này á, giống như Lĩnh nói hồi nãy có một lần Lĩnh nói đó, là Lĩnh nhắc lại là nó không, đối với các bạn chơi nước hoa lâu hoặc là các bạn đã từng chơi nước hoa niche thì nó sẽ không có gì để wow lên, nhưng mà nó cái kiểu á, nó sẽ âm ỉ, nó sống trên da của mình, nó âm ỉ qua nhiều giờ. Và nước hoa thì nó là một loại trang sức vô hình và nó liên quan tới cảm xúc rất là nhiều, nó giống như âm nhạc vậy đó, phải đến đúng thời điểm, đúng cảm xúc
chúng ta sẽ cảm được nó, hoặc là đúng một ngày nào đó mình rơi vào cái hoàn cảnh nào, cái tâm trạng nào á, mình sẽ cảm nhận được nó, mình sẽ phải thấm nó, mình nghiệm được nó, thì lúc đó mình thấy tại sao nó hay đến như vậy. Ví dụ như đây là mùi hương, lúc đầu Lĩnh có nhắc là tại sao có nhiều người nó dùng quanh năm được, có nhiều người nó dùng mùa hè không được. Thì bây giờ với cá nhân của Lĩnh, là một người Việt Nam ở miền Tây luôn, đó là miền mùa nóng nhiều hơn mùa lạnh, thì Lĩnh nói luôn, đây là một mùi hương mở đầu mạnh và đậm và dày nhưng không có nồng đó, và về giữa thì sẽ nhẹ nhàng bay bổng hơn, và về cuối thì nó sẽ mơn man hơn, nó càng về cuối thì nó nhẹ đi bớt, và trên cái nền mà xạ hương và hoa hồng đó. Thì cái chai này á, nếu mà thời tiết ở Việt Nam nó khoảng rơi tầm khoảng là 30 cho tới 32-34 độ thì không nên dùng, bởi vì cái nhất là ban ngày, bởi vì cái patchouli á, cái hoắt hương trong cái chai này á, nó hơi dày và nó hơi tối, nó làm cho mình cảm giác bị hơi bị ngộp một xíu, nó giống như đó. Và nếu như mà cái thời tiết mà ban ngày hay là ban đêm gì, mùa nào cũng được, chứ nếu mà dưới tầm 30 độ đổ lại xài được hết. Với cái lỗ mũi của Lĩnh và cái cảm nhận của Lĩnh á, Lĩnh cảm nhận chung á, Lĩnh cũng thì cảm thấy là như vậy đó, cá nhân của mình là mình thấy như vậy. Còn tùy mỗi người, có nhiều người người ta thích, người ta quen dùng những cái mùi nước hoa quá nhẹ thì người ta thấy nó cảm thấy nó quá đậm, nhưng mà trong nước hoa nó luôn tỷ lệ thuận, không có tỷ lệ nghịch các bạn. Mùi nào thanh mát nhẹ thì mau bay, và mùi nào đậm mạnh dày nồng thì bám rất là bền. Cho nên để chúng ta đánh đổi được một cái sự tuổi thọ kéo dài của một mùi hương trên da hay là trên người chúng ta, thì chúng ta phải sử dụng, bắt buộc phải sử dụng nước hoa mạnh, đậm hoặc dày, thì nó sẽ kéo thời dài tuổi thọ sống trên cơ thể, cái mùi đó sống trên cơ thể mình lâu đó, thì chúng ta chấp nhận thôi. Và ở đây không có gì là sự chấp nhận, không có gì quá đáng, bởi với một cái combo hoa hồng rất là dễ thương thôi. Còn nếu như bạn không thích hoa hồng thì đây là một cái take note duy nhất cho những người nào chống chỉ định, những người nào không thích hoa và đặc biệt là hoa hồng đó. Còn nếu mà để gọi là tương đồng, để các bạn dễ hình dung nhất là tại sao nó hay được mọi người săn đón và nó hay được mọi người khen ngợi, trong khi đó bạn chưa có đủ kinh tế để sử dụng, hay là các bạn tò mò tại sao bạn cái người ngôi sao này khen, người ngôi sao này khen, người ngôi sao kia chê, ca sĩ kia chê, thì á nó là như thế này, kiểu đại loại là bởi vì nó được Ngọc Trinh sử dụng nhiều nhất đó, và hầu như là tầm ảnh hưởng từ bạn Ngọc Trinh tập hợp ra, rồi bạn còn nói là bạn collect, bạn mua sẵn để dành rất là nhiều để xài từ từ nữa. Thì thành ra là những người nào thích Ngọc Trinh, thích phong cách trẻ trung sexy đó, trắng trẻo môi hồng, thì người ta sẽ kiểu giống như là người ta bắt chước, mình gọi dễ hiểu ở Việt Nam, bắt chước á, những bạn nào tôi thấy tôi cũng giống Ngọc Trinh, tôi trắng, tôi môi hồng, tôi dễ thương vậy đó, thì tôi sẽ xài giống cái mùi của idol tôi xài đó, kiểu vậy đó, đủ trend cũng được. Còn những người nào người ta không thích phong cách sexy, hay là những cái là đại loại người ta không thích Ngọc Trinh, thì người ta sẽ nói là ồ, cái kiểu sexy hở hang tôi không thích, tôi thích kiểu kính cổng cao tượng. Ok, và cái đó là cá nhân quyền của mọi người. Và tại sao Lĩnh nói là cái mùi hương này á, nó bị ảnh hưởng bởi những người là showbiz hay là những người CEO á, mà họ dùng á, thì những người fan của họ, riêng của họ, nó sẽ có những tầm ảnh hưởng cùng chiều và trái chiều á. Những người anti họ thì người ta sẽ cạch mặt cái chai này, tại bà đó tôi không thích, cho nên là bà xài mùi này tôi cũng thích, cái phong cách của bà tôi không ưa đó. Còn tôi thích bạn đó thì tại vì tôi thích bạn đó, tôi thấy bạn đó hợp với tính tôi, chắc chắn bạn thích thì tôi cũng thích, tôi mua tôi xài đó. Và một cách và để nói về cái giá thì nói từ ban đầu luôn á, 50ml mua tại store gây tầm khoảng 5,5 triệu, và 100ml gây tầm khoảng 8,5-8,7 triệu đó. Và nếu như mua ở seller Việt Nam thì cái giá nó cũng sẽ tốt hơn đó. Nhưng mà thời đại bây giờ nó rất là tân tiến rồi, cho nên chúng ta không cần phải bỏ số tiền quá nhiều để có được một chai nước hoa, mà chúng ta ngờ hoặc là chúng ta đang phải tốn rất là nhiều, giống như chúng ta tiết kiệm rất là lâu mới có được số tiền đó để mua chai này, thì chúng ta nghi ngờ chúng ta mua chiếc xài, bởi vì bây giờ nước hoa chiếc rất là nhiều, và Lĩnh đang chiếc cái chai này đây nè, đây cho Lĩnh chiếc nè đó, 50ml chiếc hết 10ml, còn 40ml đây nè, thì chúng ta có thể trải nghiệm 10ml chiếc trước đó. Và mọi người muốn mua hàng tư vấn báo giá thì kết bạn với Lĩnh qua Zalo hoặc số hotline 0835627248, gặp Lĩnh nè, Lĩnh tư vấn báo giá cho mọi người, ship hàng cho mọi người đó, 0835627248 nha, online only chỉ một số đó thôi đó. Và khuyến cáo về
Bây giờ mình nói từ xuất xứ thương hiệu nè, cấu tạo mùi hương nè, rồi bây giờ tới hoàn cảnh sử dụng. Hoàn cảnh sử dụng chai này thì nếu như các bạn nào mà đi làm văn phòng đó, môi trường mát, hay là các bạn nào đi làm những ở những cái vùng miền như Đà Lạt này kia, chúng ta dùng quanh năm. Còn nếu như ở miền Tây, các bạn nào mà làm những môi trường mở, hoặc là những môi trường nào mà kiểu giống như là không gian không có kín á, thì chúng ta lựa vào ban đêm xịt nó sẽ ok hơn đó, dùng thoải mái đó. Còn nếu như chúng ta làm một cái môi trường kín á, mà nó không được mát mẻ, thì chúng ta hạn chế một hoặc hai slot thôi, thì chúng ta thích quá thì chúng ta dùng vậy thôi đó. Còn để gọi là cảnh báo mọi người thì cảnh báo thẳng luôn, chống chỉ định với những người nào không thích hoa, đặc biệt là hoa hồng đó. Và những người nào không thích patchouli, tức là hoắc hương, thì cái chai này đó, nó đậm nhất là đầu tiên nó sẽ nghe patchouli rất là đậm, kế đó là hoa hồng đó, và cuối cùng là hoa hồng và xạ hương. Và để mường tượng được hình dung nhất chính xác nhất á, cái chai này nè, người ta nói là nó có amber, patchouli và xạ hương, hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa nhài, nhưng mà lĩnh ghe nó có cái mùi trầm trong này mọi người. Không biết sao cái lỗ mũi mình là mình nghe cái mùi, có cái mùi trầm hương trong này đó, và mình có cảm giác là hoa hồng xà, trầm hương, và hồi nãy giờ mình xịt cái cũng khoảng chắc cũng 5 phút ha, thì hồi nãy giờ lĩnh xịt thì lĩnh lại nghe cái có mùi hoa hồng, trầm hương và patchouli. Thì nếu như mà ngay bây giờ để nói một cái mùi mường tượng cái mùi nào nó giống hệt mùi này, thì lĩnh nói ngay đó là Oud Certain Wood của Maison Francis Kitchen. Nếu như các bạn đã biết Oud Certain Wood bản Eau de Parfum á, thì đây chính là cái bản Oud Certain Wood Eau de Parfum được lấy vani ra nè, và được lấy đi độ ngọt luôn. Nó giống hệt vậy đó, hoa hồng, hoắc hương và trầm hương mà không có ngọt của vani. Giống hệt vậy luôn á. Nếu mà thêm một ít ngọt nữa và thêm một ít vani nữa thì nó giống hệt luôn. Có cái là giờ chai này á, nó có vẻ là nó thiên nữ á, cho nên nó bay bổng hơn. Còn cái chai Oud Satin á, nó unisex á, cho nên nó mạnh hơn á. Tuy nhiên thì về so sánh với nhau á, thì mỗi hãng có, nó có một style đặc biệt khác nhau, mình ngửi cái mình biết liền à. Nhưng mà cái chai này á, nó bình thường nhưng nó không tầm thường á. Tuy nhiên lĩnh nó không có gì wow, nhưng thật sự nha, khi mà bạn ngửi qua một cái liền, bạn biết ngay đây là nước hoa mắc tiền, không phải nước hoa rẻ tiền, hoặc là nước hoa tầm trung, hay là nước hoa designer, mà là một loại nước hoa niche, và chắc chắn mùi này phải mắc tiền lắm mới có được cái mùi như thế này. Bởi vì cái patchouli á, nếu như mà nước hoa designer hay nước hoa rẻ tiền á, nó làm không có khéo vậy đâu, nó làm không có khéo và dễ ngửi như vậy đâu, nó làm rất là dày và nồng mà hắt cái lỗ mũi mình. Còn nó làm đây nó làm cho mình hơi bị cuốn luôn á, thì chính cái nốt patchouli á, nó làm cho mình, và nó được mix kiểu làm sao á, mà mình nghe cái mùi trầm trong này á, nó sang trọng, nó nhẹ nhàng, nó nửa giống giống như Oud Certain Wood Eau de Parfum, mà nó nửa giống giống như là LV Les Sapeurs của Louis Vuitton á, kiểu vậy đó. Cho nên là sang là có thừa, chỉ là thích hay là không thôi đó. Video đến đây thì cũng khá dài rồi, cũng đầy đủ rồi ha, lên nghĩ là vậy mọi người cũng cảm thấy thỏa đáng rồi đó. Tổng hợp lại với những video mà các anh chị trước đã nói nhiều năm trước, 1-2 năm trước, rồi bây giờ lĩnh nói lại thì mọi người cũng thấy là đủ rồi đó, đúng không? Thì bây giờ hẹn gặp mọi người trong những video sau nha. Cảm ơn mọi người đã xem video đến đây, và mọi người hãy like cũng như là subscribe kênh để ủng hộ lĩnh, để lĩnh có tinh thần á làm những video mới hơn, chất lượng hơn và bổ ích hơn sắp tới nha. Chào mọi người, hẹn gặp lại.